Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Sơn. Bây giờ thì đang là 8 giờ 30 phút của ngày thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 9 năm 2023. Và trong câu chuyện này thì tôi tiếp tục nói lại câu chuyện rừng, nhưng mà cũng sẽ không phân tích với các bác rằng là tại sao lại nên làm cái dự án 600 hectare rừng tại Bình Thuận, hay là tại sao vân vân. Mà chỗ này á, thì thật sự rằng là tôi phân tích về khía cạnh niềm tin, bởi vì càng nghĩ tôi càng căm thù cái lũ quan tham, xin thưa với các bác như vậy, căm thù lắm. Và tại sao cái trang TV suốt ngày đả kích cái đội quan tham là bởi vì như vậy, và cố gắng phanh phui được cái vụ nào ra được thì tốt nhất. Trước khi vào thì vẫn mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Để nói về cái việc quan tham thì xin thưa với các bác rằng là chúng ta ghét lắm, thật sự. Đặc biệt là trong vụ rừng này, có những cái mà tôi muốn chia sẻ với các bác là tại sao người dân lại phản đối nhiều thế. Người dân lại phản đối nhiều thế, các bác trên kênh nhiều bác cũng phản đối nhiều thế. Tôi không trách các bác đâu, bởi vì đúng là nhiều người cũng sẽ như vậy. Không phải ai cũng là chuyên gia, ai không phải ai cũng là người khách quan, không phải ai cũng là cái người mà có thể là nhìn rõ mọi cái mặt trận. Mà thật sự mọi người khi nhìn thấy những cái hình ảnh, ví dụ như cây cổ thụ vân vân, mọi người căm tức, mặc dù bây giờ đã được xác định là hình ảnh fake, hình ảnh giả rồi, nhưng vẫn là căm tức, hoặc là nghi ngờ rằng họ sẽ đốn gỗ, nghi ngờ rằng họ sẽ lấy cái titan. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì chúng ta mất niềm tin. Chúng ta không tin nổi những đội ngũ lãnh đạo của Bình Thuận. Trong vòng 30 năm thì rất nhiều người đã bị, nghĩa là trong vòng 30 năm thì rất nhiều người đã bị kỷ luật. Thậm chí có người bị đi tù rồi, đi tù, thậm chí tù lâu năm. Tức là chúng ta đã nhận thấy một cái điều rằng là lãnh đạo của Bình Thuận là một trong những cái tỉnh mà có thể nói rằng là ăn tàn phá hại nhất cả nước. Cho nên ấy, khi mà có một cái dự án ra thì chúng ta rất dễ suy nghĩ theo một cái chiều hướng, đó là họ lại tiếp tục ăn tàn phá hại. Bởi vì nó đã có tiền lệ rồi. Nó đã có tiền lệ rồi. Từ việc phá rừng tánh linh cho tới việc mà ăn đất ăn cát. Cho nên nhiều người suy nghĩ một cái điều suy luận đơn giản logic như vậy thì cho rằng là cái vụ này cũng thế. Họ quyết tâm phá cái rừng đi. Họ quyết tâm đào lấy gỗ, khai thác titan, vân vân nọ kia. Và lỗi do ai thì nguyên nhân sâu xa thì tôi nghĩ rằng là Trung ương Đảng cũng đã nhìn ra được cái điều này. Sâu xa là bởi vì đơn giản chúng ta mất niềm tin. Tôi không biết rằng là các anh chị quan tham ngày trước, hoặc anh chị phá ăn tàn phá hại ngày trước, và những người trong thời kỳ 10 năm đã làm dân chúng mất niềm tin mức độ khủng khiếp như thế thì đã thấy tác hại chưa? Có những tác hại trực tiếp. Tác hại trực tiếp là những cái tác hại ví dụ như là 12 đại dự án đã mất đến hàng 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 trăm ngàn tỷ. Có những cái dự án mà bỏ không lãng phí đến hàng triệu tỷ đồng. Nhưng đó là cái mà bị thiệt hại trực tiếp. Trực tiếp có thể tính toán được. Thế nhưng cái hại vô hình thì đó chính là những cái việc như thế này. Là bây giờ rất nhiều những cái dự án mà cũng có thể tốt cho người dân. Thế nhưng mà họ không tin nữa. Họ không tin các anh chị nữa. Chỉ cần một cái điểm mấu chốt vào thôi là người ta không tin nữa. Cho nên tại sao mà căm ghét quan tham nó vì thế? Bởi vì anh chị không chỉ phá hoại tài sản, tài nguyên quốc gia, mà anh chị còn phá hoại cái lớn nhất mà tôi chia sẻ với các bác ấy, đó là nó làm tha hóa cái đạo đức của xã hội. Rồi làm mất niềm tin của những người chân chính. Bởi vì bây giờ ai tin được các anh chị? Đúng không ạ? Bây giờ Hoàng Dôn có nói ra giả ra rằng là người dân ở Bình Thuận đang rất cần nước. Rằng là những cái hình ảnh đó là được tay phóng viên đó là làm fake với một ý đồ nào vậy, ý đồ nào đó. Nghĩa là làm ảnh giả ở chỗ nào đó. Thay vì chụp tại cái chỗ lòng hồ, anh chị phóng viên đó lại lên tít ở bên trên hơn 1 km nữa để tìm ra cái cổ thụ to nhất, đẹp nhất để mà chụp. Và nó được chứng minh là sai rồi. Rồi có
rồi có cái cả cái gọi rằng là cái dự án Biển Lạc là hồ tự nhiên thì các anh chị cũng chả tin nữa, rất nhiều những cái thứ đó anh chị không tin nữa. Bởi vì rằng là lãnh đạo, cái dàn lãnh đạo của Bình Thuận và trung gia của cả quốc gia nó đã có những cái tiền lệ về phá rừng, nó đã có những cái tiền lệ về lập dự án để mà khai thác quặng như là ở Lào Cai của ông bí thư Nguyễn Văn Vịnh, rồi ăn tài nguyên quốc gia đó, rồi rất nhiều thứ nữa làm cho người dân bây giờ mất niềm tin. Thế cho nên ấy, trong những cái dự án mới, có những cái dự án nó thật sự là vì vì dân, nghĩa là vì dân, vì dân, vì cái nỗi thống khổ của người dân mà giải quyết, thì rất nhiều người nghi ngờ rằng là à chúng mày lại vẽ ra một cái thứ nó đẹp đẽ, nhưng mà cuối cùng chúng mày lại ăn ăn ở trong đó, đúng không? Mặc dù nhìn cả hai bên thì chúng ta thấy là khách quan mà thấy thì báo cáo với các bác, nếu như khách quan hai bên thấy thì thấy rằng là 120.000 người dân ở Bình Thuận là đang thiếu nước. Cái dự án hồ Capet là mục đích chính là cung cấp nước sạch cho người dân. Mục đích thứ hai là cung cấp cho khoảng hơn 7.000 hecta đất nông nghiệp. Rồi vân vân. Rồi bà con hạn hán. Đó. Không một anh chị nào nêu ra được cái giải pháp hợp lý là làm cái dự án khác. Ví dụ như là tách ra thành 10 15 cái hồ nhỏ. Ví dụ như là xây cái hồ Capet ở chỗ nào đó khác mà không cần phải phá rừng. Đến bây giờ chỉ toàn các anh chị KOL, các anh chị nói thôi. Còn không có cái chuyên gia đầu ngành nào về quy hoạch vân vân để nói là có thể ở Bình Thuận làm được một cái vị trí khác. Bởi vì ở Bình Thuận thì thật sự để làm nước sạch, để làm một số cái tưới tiêu thì chỉ duy nhất ở cái vị trí hồ Capet là nó có đủ cái cao độ và cao độ để mà làm thôi. Cho nên là tại sao mà không có một chuyên gia nào lên tiếng đưa ra hiến kế cho nhà nước, hiến kế cho nhân dân một cái giải pháp rằng là có thể làm cái hồ Capet ở chỗ khác. Rồi cũng không có một cái người nào gọi rằng là đến tận nơi để mà tìm hiểu hai cái vấn đề rất là quan trọng trước khi làm hồ. Đó chính là cái việc mà người dân ở đó có thật sự thiếu nước hay không. Phỏng vấn người dân đi tìm hiểu nguyên nhân là có thực sự thiếu nước hay không. Cái này thì chúng ta cứ trên Google chúng ta search hạn hán ở Bình Thuận là ra được ngay. Thế rồi cũng không có người nào đi tìm hiểu rằng là đấy có phải là khu tâm linh hay không. Từ một cái bài viết bâng quơ ở trên Facebook, sau đó là được anh Thái Hạo là một người nổi tiếng trích dẫn lại, thì đến bây giờ vẫn chưa có một cái xác nhận rằng là đó là một cái thánh địa. Tôi thì có một cái người bạn ở gần đó, thì cậu ấy ở Phan Thiết, thành phố, thì cậu ấy nói với tôi rằng là tớ chưa nghe bao giờ đến cái chuyện thánh địa này. Tớ cũng không biết, không chắc là không có đâu. Thế nhưng mà thật sự là tớ ở đây là hơn 20 năm rồi. Chưa bao giờ tớ nghe thấy, thấy có cái thánh địa như thế này mà hành hương 7 năm một lần. Thế thì cái này thì cũng phải làm rõ lại. Thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được rằng là có thật là có cái thánh địa đó hay không. Thế thì tất cả những cái thông tin đó thì thông tin bên lề trái, chúng ta gọi bên lề trái, thì đang có nhiều cái tin giả hơn, tin fake hơn và tin mang tính chất suy diễn hơn. Thế nhưng người dân vẫn cứ tin vào là bởi vì mình cũng không trách được họ đâu, là bởi vì thật sự là bị mất niềm tin. Thật sự là bị mất niềm tin. Mất niềm tin nhiều lắm. Cho nên mới thành ra như thế. Và khi càng mất niềm tin thì ai làm mất niềm tin? Thì đó chính là cái lũ ngụy đảng viên, cái lũ quan tham, cái lũ ăn tàn phá hại bao nhiêu năm nay, nó làm cho cái niềm tin của chúng ta nó xuống đến mức cạn kiệt. Cho nên là kể cả làm cái dự án này hay làm bất cứ một cái dự án khác, chỉ cần động chạm một tí là lập tức rằng là sẽ có những cái hoạt động đẩy lên, và cuối cùng là vẫn là ai chịu thiệt, đó chính là vẫn là người dân chịu thiệt. Người dân chịu thiệt như ở Bình Thuận, ở Hàm Thuận Nam thì bây giờ đất đai khô cằn, có những người đào đến 4 5 cái chỗ cái giếng, chỗ giếng mà không có nước. Đó. Thế cho nên đằng nào cái câu chuyện về về nông nghiệp, câu chuyện về hay là sắp tới có nhiều cái câu chuyện nữa, thì thật sự khi càng nhìn cái thứ này, khi nhìn càng diễn biến trên mạng xã hội thì tôi càng căm thù cái lũ quan tham.
Mình không dùng cái từ gì để có thể chửi được nó. Ví dụ dùng cái từ vô lại với bọn nó thì vẫn là những cái từ mà nó vẫn mang tính chất nhẹ nhàng. Và nhiều khi chúng nó phải nói rằng là tội nhân thiên cổ. Cho nên chúng nó hưởng lợi một. Như tôi chia sẻ nhiều lần với bác, nhiều khi chúng nó hưởng lợi một. Thế nhưng mà xã hội sẽ mất đi một đồng, chúng nó hưởng lợi một đồng cho gia đình bản thân chúng nó. Nhưng xã hội sẽ phải chịu thiệt gấp 100 đồng. Và thậm chí là toàn bộ nhân dân, là tất cả mọi thứ về lâu dài thiệt hại mất được 1.000 đồng. Thì có những cái thiệt hại không tính được, ví dụ như làm cho người dân nó mất niềm tin như thế này, thì đó là những cái thiệt hại không tính được, đúng không? Thế cho nên căm ghét lắm. Tại vì thế đôi điều tâm sự các bác buổi sáng. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.